Xin chào cả nhà, em tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em làm cái video này để giới thiệu với cả nhà về cái lô cúc quý phi. Hôm nay các bạn hỏi em nhiều về cái mai này là có làm cây nhỏ hay không. Thì hôm nay là em có nhân giống ra được vài trăm cây mai cúc quý phi nhỏ. Thì cái loại này là em bán với giá là 250.000 một cây, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Những cái lô này thì được xử lý đế rất là đẹp, giống như phía trước mắt các bạn đây. Thì là cây này thì là ghép là được 7 tháng rồi. Thì cái này thì em có vô dây chị hết rồi, nên khi gửi hàng thì cây nó cũng an toàn, nên các bạn yên tâm nha. Thì từ miệng chậu đi lên thì nó cao thì 2 gang tay hơn, là 2 tấc cho đến 2 tấc hơn. Thì cái cây này là cúc quý phi. Các bạn nào mà cái bông của nó rất là đẹp và cái chăm sóc của nó thì nó cũng rất là đơn giản, giống như những cái loại mai khác. Thì mình chỉ cũng tưới dưỡng rễ, dưỡng lá cho cây hàng tuần thì cây mình nó sẽ phát triển tốt. Còn các bạn nào mà muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn thì có thể lên YouTube tham khảo thêm, hoặc là chưa rõ thì có thể là liên hệ với cha của em. Cha của em là Hứa Năm, là qua số điện thoại là 0386 569 374. Đây là cái cúc quý phi. Các bạn nào mà chưa có biết mặt bông á, thì có thể là liên hệ trực tiếp với Zalo của em là 0944 754 283 để em gửi cái hình mặt hoa của cái cúc quý phi cho các bạn xem nha. Xem rồi thì các bạn là chắc chắn sẽ rất là thích cái loại mai này. Cái lô này thì đều, cây nào cũng được xử lý đế rất là đẹp. Em xin nhắc lại đó là một cây thì có giá là 250.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc. Còn khi các bạn lấy từ 2 cây trở lên thì có giá là 450.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cả nhà. Cả nhà nhớ bấm đăng ký kênh của em để tiếp tục theo dõi nhiều video mới để giới thiệu những loại cây cảnh hoa kiểng mới nha. Cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và đồng hành với em. Các bạn nào ở gần thì có thể trực tiếp đến nhà của em ở địa chỉ là Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Còn các bạn ở xa thì cho em địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận. Em sẽ gửi bưu điện giao tới nhà nha. Các tỉnh ở khu vực miền Tây của mình thì cây đi tầm khoảng là 2 đến 3 ngày. Còn nếu mà miền Trung, miền Bắc thì cây đi tầm khoảng 4 đến 5 ngày. Nhưng mà trước khi đi thì em cũng có tưới cho cây ướt và được bó cẩn thận ở trong thùng xốp, nên các bạn cũng yên tâm về chất lượng thì cây của mình nó tới nơi nó vẫn an toàn nha. Cảm ơn cả nhà đã chú ý theo dõi.